Chúc các bạn ngày mới tuần mới học tập làm việc hiệu quả. Đấy, mình cháu giờ đi làm thì sẽ trở về với vườn cấy của mình các bạn. Hôm nay các bạn thu hoạch cùng mình nha. Dưa chuột thì ăn gần hết rồi, nhưng mà cà chua thì giờ mình bắt đầu chín bội. Đây là thành quả của mình. Mình để chín cấy, chín quả nào ăn quả đấy các bạn, chứ không cắt cả. Đi làm về ngậm cái vườn này là hết mệt mỏi. Mướp đắng lá thì nhiều quả không thấy đâu các bạn ạ. Dưa chuột thì thu được nhiều nữa rồi, chắc con đợt cuối nữa là hết. Con đầu ấy bắt đầu giờ đã thu hoại, vậy là cà chua thì cũng bắt đầu chín bội. Tầm giờ này chim hót hiểu lo lắm các bạn. Mời các bạn cùng ngắm và nghe chim hót nha. Ở loài cà chua đỏ và cà chua vàng. Và rằng quả tròn và quả dai. Nó bật lim đến giờ ăn tối rồi, mời các bạn tối với mình nha. Itadakimasu. Hôm nay sẽ ăn món hồ rơ môn các bạn. Mời các bạn ăn tối với mình nha. Hôm nay mình sẽ ăn món hồ rơ môn các bạn. Các bạn rau nhật ra vùng mình có mấy quả rất là ngon. Thổi và thổi vào ăn. Long lươn, vẽ thịt ra, họ ướp sẵn đấy các bạn. Họ bỏ rất là nhiều tiêu, kiểu vậy. Tàu phụ. Tàu phụ ấy tên tiếng Nhật gọi là tố phư các bạn ạ. Nó giống thì nó gần giống tiếng Việt mình nhỉ. Tố phư. Ở Shizuoka ở phía miền Nam ấy, mưa lũ lụt sạt lở đất rồi thật ạ. Món này thì rất là dễ nấu nha các bạn, vì là họ ướp sẵn cho mình rồi á. Ở công ty mình những người mà trên 60 tuổi tiêm lần hai cả các bạn. Nói chung lần hai mọi người tiêm xong hơi mệt các bạn. Mọi người đều nghỉ phép, dùng phép nghỉ. Đợt này mình nghỉ 2 ngày. Không biết sẽ là.
lắm. Mới ăn đâu xong đã luôn các bạn, đã đưa luôn ăn cái lá tía tố nhiều anh nó rất tốt. Đã luôn các bạn, đã đưa luôn ăn cái lá tía tố nhiều anh nó rất tốt.
khó đây rồi, nó bò đây này. Mời các bạn ra miệng nha. Em định mua quả này các bạn. Blueberry. Quả này ăn bổ, rất là bổ lên mặt các bạn. Mình rất là thích quả này luôn, nghiền. Ngọt. Ai mặt kẽm ăn nhiều quả này vào nha các bạn. Mặt mình mà cứ hút kẽm như mình rất là thích ăn quả này. Quả này nhà anh còn bị trông các bạn. Mình được chó. Lúc đầu hèn đến chơi đi hại cơ. Nhưng mà mấy lần mà mình nghĩ không giống nhau ấy, nên nó không đi được. Nhưng mà quả nó chín này thì anh hại đi được chứ. Blueberry. Quả này bắt đầu tháng 7. Nói chung trong tháng 7 là hết các bạn. Là ở vùng mình nhá, không biết vùng khác thế nào. Mình cứ mua nào thực này các bạn. Mua nào quả nào thì mình ăn quả lại nhiều vào. Mình có gần khoảng 100 cây này, loài này. Rất đẹp nhá. Nó dễ sống lắm. Ăn nhiều cho khỏe vào để hôm nào đi tiêm vaccine các bạn. Giống như quả mình cuốn đi các bạn. Nó nhỏ hơn. Bỏ tủ lạnh ăn nó mất rơi nữa. Bỏ nó cho trong mấy em. Nó có vị hơi thanh thanh nhé các bạn. Nó ngọt hẳn lắm. Bye bye, xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.